Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong có liên quan đến rượu bia trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng có chiều hướng gia tăng. Do đó, để hạn chế số vụ tai nạn giao thông thì việc xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông được công an tỉnh xác định là biện pháp quan trọng. Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập hồ sơ. Thời điểm đầu triển khai chuyên đề đã có khá nhiều lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định bị xử phạt. Vẫn còn nhiều người bất chấp quy định của pháp luật, coi thường tính mạng của người khác đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe. Em uống bia ngay rượu ngay đây một xíu. Em uống chỉ một hai ly chứ. Mà em biết vi phạm mà khi uống bia rượu trên xe giao thông. Mà em đã rút ra kinh nghiệm trong này cũng bia rượu trên xe giao thông. Giờ là mình có một hai chén. Thôi anh em bỏ quá có gì mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ không vi phạm. Bên cạnh đó, việc xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông hiện đang gặp một số khó khăn từ chính sự thiếu hợp tác của những người vi phạm. Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn như cố tình lảng tránh, thách thức lực lượng chức năng. Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát các phương tiện và tiến hành lập biên bản xử lý các vi phạm có nồng độ cồn là vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Hiện tại chúng tôi tiếp tục tiến hành thực hiện theo kế hoạch 845 của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh và của Phòng Giao thông bảo vệ trật tự an toàn giao thông để cho người dân được tham gia giao thông được bình yên. Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tính từ ngày 15 tháng 12 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý gần 70 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 120 triệu đồng, trong đó tạm giữ 8 xe ô tô, 49 xe mô tô và tước 57 giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát tình hình, lực lượng Cảnh sát Giao thông trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ, tỉnh lộ, lực lượng công an sẽ tăng cường xử lý các vi phạm trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông, từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia, không lái xe.